Khu di tích đền chùa trung quê được tọa lạc trên một vùng đất như một mâm xôi đầy đặn, phía sau lưng dựa vào thế núi đồi vững chãi. Phía trước cửa chùa đền là cánh đồng rộng mênh mông và thoáng đãng. Đó là thế đắc địa bình yên, là nơi ghi dấu ấn lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng của làng. Chùa trung quê được xây dựng từ thời Hậu Lê, thế kỷ thứ 17. Qua bao năm, ngôi chùa cổ được nhân dân tu tạo và bảo vệ cho đến ngày nay. Chùa được nhân dân tôn thờ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị tổ sư thứ nhất của thiền phái Trúc Lâm Tam Tổ Việt Nam, vị vua Anh Minh thời Trần. Ngoài ra, chùa còn thờ Phật theo phái Đại Thừa, truyền thống của các ngôi chùa ở miền Bắc Việt Nam. Trong chùa có thờ Phật Tam Thế, Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chi, Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu, Cửu Long, Đức Ông, Đức Thánh Hiền. Đền trung quê cũng được xây dựng vào thế kỷ thứ 17, tôn thờ Thiên Thành Quốc Mẫu, phu nhân của quốc công Thiết Chế, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, nhân vật nổi tiếng thời Trần, thiên tài quân sự, ba lần đánh tan quân Nguyên Mông, ghi đậm dấu son trong trang sử của dân tộc ta. Ngôi đền có tiếng là linh thiêng, như bức đại tự trong cung đã ghi quốc mẫu linh tử. Không những thế, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nơi đây còn là cơ sở hoạt động cách mạng của Đảng, là căn cứ của bộ đội huyện Chí Linh, nơi ghi nhiều chiến tích lịch sử hào hùng của quê hương Lê Lợi. Nơi đây xưa còn có ngôi đình làng và nghè để tôn thờ và ghi nhớ công ơn của Đức Phật, Đức Quốc Mẫu Thiên Thành và Thành Hoàng Làng. Từ xa xưa, nhân dân địa phương đã có các kỳ lễ hội và sự lệ, đó là ngày 15, 16, 17 tháng Giêng có lễ đại kỳ phúc ở đình. Ngày 16 tháng 3 tế lễ tiểu kỳ phúc tại đền thờ Thiên Thành Quốc Mẫu. Ngày 2 tháng 4 tế lễ cầu mạng ở đình, đền và nghè. Ngày 5 tháng 5 là lễ lễ hạ điền và Tết Đoan Ngọ ở đình, đền và nghè. Ngày 15 tháng 7 là lễ thượng điền ở đình, đền và nghè. Ngày 10 tháng 10 tế ở hậu đình. Ngày 1 tháng 11 lễ lễ dỗ Đức Phật Trần Nhân Tông Hoàng đế ở chùa. Năm 2005, khu di tích lịch sử đền chùa Trung Quê đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương cấp bằng công nhận là cụm di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật. Đây là niềm vinh dự, là động lực quan trọng để cán bộ và nhân dân địa phương tiếp tục gìn giữ, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử của di tích. Đền chùa làng văn hóa Trung Quê, theo như sử sách ghi lại, được xây dựng vào cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18. Qua biến cố thăng trầm của thời gian, một số hạng mục của công trình đã bị hư hỏng, được nhân dân trong làng tu bổ, tôn tạo nhiều lần. Cụ thể, gần đây năm 2014 đã trùng tu lại 3 gian tiền tế ở đền. Năm 2015 đã trùng tu 3 gian tam bảo ở chùa. Năm 2021, được sự quan tâm của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp một phần kinh phí và nhân dân địa phương đóng góp, đã trùng tu lại 3 gian hậu cung của ngôi đền. Nay nhân dân địa phương đã mua sắm mới bộ bát đình để tăng thêm sự uy linh của ngôi đền. Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2022, tức ngày 15 tháng 3 năm Nhâm Dần, cán bộ và nhân dân trong làng tổ chức lễ rước bộ bát đình về tại vị tại ba gian tiền tế của ngôi đền.
chuyển chúc cung thành đức quốc mẫu hiến thành hải trưởng công chúa tối linh ngọc bệ hạ vị tiên cung thành đức trần triều thái sư thượng phu thượng quốc công nhân vũ hưng đạo đại vương vị tiên đồng lai giám cách phù hộ gia mạnh khỏe trẻ bình an nhân khang vịnh vận thịnh đồng ruộng xanh tươi toàn dân hạnh phúc cần cao nga ninh đức quốc mẫu vị tiền Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, rất vinh dự cho làng Trung Quê chúng tôi có cụm di tích lịch sử, đó là đền chùa Trung Quê, là nơi ghi dấu ấn lịch sử văn hóa tín ngưỡng của làng xã dưới thời phong kiến. Để tôn thờ và ghi nhớ công ơn của Đức Phật, Đức Quốc Mẫu Thiên Thành và Thành Hoàng Làng, nơi đây xưa còn ngôi đình làng nghè. Trong các lễ hội, sự lệ theo truyền thống xưa kia, thì lễ hội ngày 16 tháng 3 là lễ hội lớn nhất trong năm. Đây cũng là dịp để nhân dân tỏ lòng thành kính với người xưa, với truyền thống, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây và cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mọi người bình an vô sự, làm ăn tấn tới, ấm no hạnh phúc, đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Những ý nghĩa lịch sử to lớn đó
sẽ tạo động lực và tinh thần lớn cho các tổ chức chính trị xã hội trong nhân dân tích cực thực hiện thành công mọi nhiệm vụ của địa phương trong thời gian tới, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, an ninh trật tự đảm bảo, kinh tế phát triển, đời sống văn hóa ngày một vui tươi, giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai hội truyền thống đền chùa Trung Quê năm 2022. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đoàn đại biểu và nhân dân vào dâng hương. Trước hết, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân xã lên dâng hương. Vâng, thưa tất cả các đồng chí cán bộ lãnh đạo và nhân dân và quý khách thập phương, làng văn hóa Trung Quê cứ lễ hội hàng năm đều có các chương trình
quay lửa vòng thôi. Gùi tiền đây, chúc cô sẽ phát lộc cho các con hương đệ tử nhé. Và một gùi tiền này của cô là phát được rất là nhiều người đấy. Và cô phát lộc cho các con hương đệ tử để lấy lộc về là phát lộc to, lộc bé, lộc nhiều, lộc ít là đều giúp cho các con hương đệ tử của dân làng được bình yên hạnh phúc, có tiền có tài để làm ăn đấy. Tay cô lớn rồi, cảm ơn các quý vị đã có một đi một ai ủng hộ cho đoàn thế lữ của làng văn hóa Trung Quê. Yeah.